Luận giảng sanh nói, nếu thiện nam tự, thiện nữ nhân tu ngũ niệm môn hành thành tựu, cuối cùng được sanh cõi nước an lạc, gặp được Đức Phật A-di-đà. Giờ trước chúng ta đã học đến đoạn này. Trong luận giảng sanh, đoạn này là quan trọng nhất, chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Chữ thiện trong thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tiêu chuẩn của thiện là phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ bi bất sát, tu thập thiện nghiệp. Trong bốn câu này, ba căn nho thích đạo đều bao hàm trong nó. Hiếu thân tôn sư là đệ tử quy, từ tâm bất sát là cảm ứng thiên. Hai nền tảng này, kế đến học tập thập thiện nghiệp. Cho nên trong câu này, ba căn nho thích đạo đều đã nói đến. Nói cách khác, ba căn của nho thích đạo không làm được thì không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn này nhất định phải ghi nhớ. Từ đó cho thấy ba căn này là vô cùng quan trọng. Người đầy đủ ba căn này mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân của thế gian. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì chúng ta cũng có phần. Nếu như không làm được thì thiện nam tử, thiện nữ nhân không bao gồm chúng ta. Trên kinh văn đã nói rất rõ ràng, phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân tu ngũ niệm môn hành thành tựu. Nếu như điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước mà chúng ta không làm được, thì chúng ta tu ngũ niệm môn hành không thể thành tựu được. Không thể thành tựu thì không thể giảng sanh được. Chúng ta hy vọng trong đời này chắc chắn phải sanh tịnh độ, phải thân cần Phật A-di-đà, thì ba căn này không thể không nỗ lực học tập. Ba thứ này đều không thâm sâu, đặc biệt là đệ tử quy. Thầy Thái Lễ Húc dùng 40 giờ đồng hồ để giải thích tường tận. Ông giảng qua rất nhiều lần, giảng đến thuộc lòng. Chúng ta dùng bộ băng đĩa này của ông là được rồi. Con người thường thấp thỏm không yên, học thứ gì cũng không siêng năng. Nghe một lần, hai lần, ba lần không đủ, ít nhất phải nghe 30 lần. 40 giờ đồng hồ, một ngày nghe 10 giờ đồng hồ, 4 ngày nghe được một lượt, 40 ngày nghe 10 lượt. Nếu như một ngày chỉ nghe 4 giờ đồng hồ, một ngày 4 giờ đồng hồ, 10 ngày nghe một lượt, như vậy cần thời gian là 100 ngày, quý vị mới có thể nghe đủ 10 lần. 100 ngày không phải là dài, hơn 3 tháng.
cái rễ này đã bám rồi, sẽ bám thật chắc chắn. Sau đó nghe cảm ứng thiên sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. Vì sao vậy? Vì 40 lần nghe đệ tử quy, tâm của quý vị định được rồi. Chỉ cần định được thì học cái gì cũng rất nhanh. Quý vị lại dùng thời gian 3 tháng để học cảm ứng thiên. Sau khi học xong cảm ứng thiên, lại dùng thời gian 3 tháng học thập thiện nghiệp đạo. Thời gian 1 năm, ba cái căn này bám sâu kiên cố. Phước thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước quý vị đã đạt được. Nhất định quý vị phải ghi nhớ 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Tu bao lâu mới thành tựu? 5 kiếp mới thành tựu, mới có thể chiêu cảm được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thù thắng trang nghiêm như vậy, nếu như chúng ta dùng thời gian 1 năm thật sự đều buông xả hết, đem 3 căn này bám vào, nói cách khác, công đức trang nghiêm này quý vị đã thật sự đạt được. Giống như xây nhà vậy, nền móng của quý vị được đắp tốt thì ngôi nhà của quý vị xây không có vấn đề gì, sẽ thành tựu. Ngày nay khó khăn lớn nhất của chúng ta khi học Phật chính là không có căn bản. Quý vị xem, thời gian 1 năm nên nắm bắt nền tảng. Sau khi nắm vững nền tảng, có thời gian 2 năm, tôi tin rằng giảng sanh đã nắm trong tay. Hai năm, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, sự huân tu của 2 năm đã đầy đủ. Đối với bản thân mà nói, thật sự đã bỏ ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là chuyển phàm thành thánh, thì công đức của quý vị đã viên mãn. Tại vì sao không làm? Thế gian này những thứ tạp nham nhơ nhớp đều buông xả. Trong tâm thường xuyên có những thứ này, gọi là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Tạo nghiệp luân hồi làm sao có thể ra khỏi luân hồi lục đạo? Phật A-di-đà chắc chắn là mỗi một niệm đều hy vọng chúng ta sớm ngày đến thế giới Cực Lạc. Mà tự chúng ta đối với luân hồi lục đạo này lại còn chấp trước như vậy, thế thì khó buông xả. Như vậy là sai rồi. Hy vọng từ trong này chúng ta thực sự giác ngộ, siêng năng nỗ lực y giáo phụng hành.
Nam mô